Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 72 Tập 72 tu phước ở trong cửa phật chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng vào thời xưa phật pháp có thể tuyên dương có thể mở rộng phổ biến vì đại chúng xã hội đều có nhận thức đều biết tôn kính đối với phật pháp sự tôn kính này hơn hẳn đối với tất cả người trong thế gian nơi thật ra các tín đồ đối với phật bồ tát tôn kính còn hơn cả cha mẹ hơn cả những bậc tôn trưởng nguyên nhân là bởi vì thời cổ đại Nhà vua thường đề sướng Phật Pháp Và họ chăm chỉ học tập Phật Bồ Tát là thầy của vua Nhân dân Đối với vua tôn kính Thì thầy của vua Đương nhiên sẽ được tôn kính hơn nữa có được chút tâm kính này vậy thì được phước chuyển đổi tâm tôn kính phật bồ tát thành ra tôn kính đại chúng xã hội tôn kính tất cả chúng sanh đây chính là học tập theo phật bồ tát cho nên tu phước như vậy thì phước báo mới lớn. Hiện nay Phật pháp suy yếu rồi. Đặc biệt là 200 năm trở lại đây. Nên giáo dục Phật Đà đã, đã rơi xuống thành tôn giáo. cách nhìn của đại chúng xã hội về phật pháp là mê tín nhìn thấy chua miếu là mê cung nhìn thấy hình tượng phật bồ tát là tượng gỗ hay nói cách khác hoàn toàn không có tâm cung kính không những không có tâm cung kính mà còn giúp họ tạo nghiệp từ đó cho thấy Ngày nay xây dựng chùa tháp Tạo tượng Phật Thì đại chúng xã hội cho rằng Bạn đề sướng mê tín Đâu có thể tu phước được Đại chúng xã hội cần phải Hiểu rõ Phật Pháp là gì Đều có thể hiểu được Phật Pháp là có lợi ích đối với chúng ta sau đó bạn bố thí chùa tháp đắp tạo tượng phật vậy thì có công đức rồi sự việc này bạn có được phước hay không phải xem sự phản ứng của đại chúng xã hội phải xem sự nhận thức của đại chúng xã hội mọi người thử nghĩ xem có đạo lý hay không cho nên nếu thật sự muốn tu phước thì cần phải đánh thức đại chúng xã hội xây dựng tháp ở trong tháp là nơi cất giữ xá lợi phật đây là kỷ niệm 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 không quên ân đức của phật tổ dạy người ta biết ân báo ân là có ý nghĩa này xây chùa chùa là gì phần trước đã từng nói qua với các vị rồi chùa là cơ quan làm việc nơi chốn làm việc làm việc gì vậy làm việc dạy học của phật giáo dục phật đà là địa điểm này nếu như nơi này không phải làm công việc giáo dục phật đà không phải làm công việc dạy học của phật thì không thể gọi là chùa phật được rồi đắp tạo hình tượng phật bồ tát có hai ý nghĩa một là báo ân nguồn cội hai là thấy người hiền mong sao cho bằng nhìn thấy tượng bồ tát nhìn thấy quan âm bồ tát lập tức liền nghĩ đến ta phải đại từ đại bi đối với tất cả chúng sanh Chúng ta phải học theo quan âm Phải nói theo quan âm Hãy nhìn thấy hình tượng quan âm Bồ Tát Bạn có sanh lên ý nghĩ này hay không? Nếu sanh lên được ý nghĩ này Thì bạn tạo tượng phước báo sẽ lớn Không thể sanh lên ý nghĩ này Thì phước báo tạo tượng của bạn là quá nhỏ rồi Nhìn thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng Lập tức phải nghĩ đến hiếu thảo cha mẹ phụng sự thầy tổ phải liền nghĩ đến lời giáo huấn trong bộ kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện này dùng hình tượng này nhắc nhở chúng ta nếu như không hiểu được ý nghĩa này khi nhìn thấy Hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng Liền đi đến đó Thắp hương bố thí cúng dường Cầu mong Phật Bồ Tát phù hộ thăng quan phát đại Là sai rồi Là mê tín rồi Hoàn toàn đã sai rồi Làm sao bạn có thể được phước nổi chứ Từ đó cho thấy Tư phước trong cửa Phật Nhất định phải thật sự hiểu rõ Thật sự sáng tỏ về Phật Pháp ai gì đại chúng xã hội đi làm công việc giải thích này đấy điều này thì phải cần những vị đại đức tại gia xuất gia thật sự hiểu rõ đi giảng kinh thuyết pháp ở trong xã hội đem những đạo lý và chân tướng sự thật này giảng rõ ràng giảng minh bạch Khiến cho đại chúng xã hội Không đến nỗi hiểu sai Không đến nỗi hiểu lầm Sau đó bạn bố thí cúng dường Mới có phước Đây là việc ngay hiện tiền Chúng ta cần phải nói rõ ràng Nói minh bạch Không được phép hiểu lầm trong phật pháp tuyệt đối không có mê tín nhưng hiện nay hình tượng này thật sự là đã tràn đầy mê tín từ đó cho thấy người chân thật giác ngộ sáng suốt thì cách nghĩ cách nhìn của họ không giống như người thông thường hành vi việc làm của họ chắc chắn là có lợi ích chân thật đối với xã hội đối với nhân dân đối với đại chúng phật pháp là giáo dục phật pháp là dạy học dạy người ta đoạn ác tu thiện dạy người ta phá mê khai ngộ kết quả dạy học của phật pháp là giúp người lìa khổ được vui đây là nền giáo dục tốt nhất của thế gian sau khi phật giáo truyền đến trung quốc nó kết hợp với truyền thống vốn có của trung quốc thành một thể biến thành văn hóa của trung quốc chúng ta ngày nay nói phật pháp đại thừa đã là không phải có ấn độ nữa rồi nó đã dung hòa thành một thể với truyền thống văn hóa trung quốc đã không thể tách rời thật sự là như nước hòa chung với sữa vậy ngày nay trên toàn thế giới nói đến phật pháp là nói Phật Pháp của Trung Quốc Chứ không phải Phật Pháp của Ấn Độ Phật Pháp Ấn Độ đã biến mất từ lâu rồi Phật Pháp hoàn toàn di cư Đến Trung Quốc Con cháu của Thích Ca Mâu Ni Phật Tộc này của Ngài Thời gian khoảng thế kỷ thứ 14 trước công nguyên tín đồ hồi giáo chinh phục ấn độ họ phải lánh nạn di dân đến tây tạng vì sao định cư tại hậu tạng không còn trở về nữa thế kỷ 11 họ di dân đến trung quốc đã ở trung quốc đến một nghìn năm một nghìn năm thì đương nhiên xem như là người trung quốc rồi sao có thể xem là người ấn độ được nữa chúng ta hiện nay ở ngoại quốc ở được một hai mươi năm thì người ngoại quốc thừa nhận là công dân của họ rồi tộc thích ca đến trung quốc ở đã một nghìn năm rồi chúng ta vẫn không xem họ là người trung quốc hay sao cho nên nói toàn bộ di dân đến trung quốc ngày nay nói đến phật pháp thì phải nói đến phật pháp của trung quốc đại thừa của trung quốc hiện nay phật pháp ấn độ dần dần mới bắt đầu phục hưng từ trung quốc truyền trở lại người ấn độ tương lai học phật pháp là học phật pháp của trung quốc chúng ta phải hiểu rõ sự thật này Phật pháp đại thừa có thể cứu giản thế giới này. Có thể giúp toàn nhân loại trong thế kỷ 21 đạt được hòa bình. Được hạnh phúc, phồn vinh thịnh vượng. Cho nên chúng ta cần mở rộng tâm lượng quan tâm đến mình thì cũng phải quan tâm người khác ta người không hai mới có thể đạt đến hòa bình ổn định vĩnh cửu cho toàn thế giới nếu như chúng ta có tâm tư lợi có cái nhìn lệch lạc thì không cách gì làm được rồi thật sự phải làm cho được thương người như thương mình Yêu thế giới này giống như nhà của mình vậy Thì mới có thể thật sự đạt được hòa bình phồn vinh Thịnh dưỡng cho toàn thế giới Dưới đây nói Đây là bố thí Đặc biệt phải chú ý đến Nhất định không được mê tín Xem tiếp đoạn Kinh Văn dưới đây Thị quốc vương đẳng Đường đắc tam kiếp Vi đế thích thân Thọ thắng diệu là Đây là nói quả báo có được Từ sự bố thí của họ Tam kiếp là ba tiểu kiếp Cũng là hiếm có rồi Phước báo này là quá lớn rồi tam kiếp vì đế thích thân Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế Họ sanh về trời đau lợi để làm vua trời Cho nên có rất nhiều người Đọc đoạn kinh văn này Chẳng hiểu gì cả Liền đi xây dựng chùa tháp Đắp tạo tượng Phật khắp nơi để cầu mong đời sau sanh về trời đau lợi để làm vua trời có thể làm được hay không điều đó phải đặt dấu hỏi rất lớn mọi người hãy nghĩ thật kỹ cái đoạn mà tôi vừa mới nói này ngày nay muốn tu phước trong phật pháp hãy đề xướng nền giáo dục phật đà đây mới chân thật là tu phước Những nhân sĩ thật sự có nhiệt tâm Làm cái công việc này Chúng ta hãy giúp đỡ họ Xây dựng Đạo tràng Hoàng Dương Phật Pháp Chúng ta phải thật sự nhận thức từ bản thân của Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến đệ tử của Ngài, bao gồm cả những đệ tử tại gia xuất gia trong cửa Phật hiện nay của chúng ta, nhất là người xuất gia. Rốt cuộc thân phận của họ là gì? Chúng ta phải xác định vị trí và phải khẳng định vai trò của họ. Việc họ làm là công việc giáo dục xã hội. Đây là thân phận của họ. Việc họ làm là giáo dục xã hội Hơn nữa càng hiếm có hơn Họ là người làm giáo dục thiện nguyện Giảng kinh thuyết Pháp Chính là dạy học Dạy học ở trường học Thông thường còn có tính tiền giờ Tính tiền lương Những người xuất gia đệ tử Phật này Đi ra giảng kinh thuyết Pháp Dạy học cho mọi người Không có tiền lương Không có tính tiền giờ Chẳng mong cầu gì cả Cho nên đây là người giáo dục xã hội Người làm công việc giáo dục xã hội thiện nguyện Nếu như chúng ta dùng ánh mắt như thế này để nhìn thì bạn sẽ thật sự sanh lên Lòng tôn kính Đối với những người làm công tác giáo dục này Vì sao vậy? Người khác không làm được Nói theo cách thông thường là họ thật sự Hy sinh phụng hiến Lúc học rất vất vả Sau khi mình học xong Phục vụ cho xã hội Cũng rất vất vả Cả một đời vĩnh viễn Sống đời sống trong sạch vất giả Làm tấm gương Làm hình mẫu tốt Cho đại chúng xã hội Giúp người giác ngộ Đương nhiên Ở trong cửa Phật Cũng có rồng rắn lẫn lộn con người xuất gia rất tốt thực sự phát tâm là học trò tốt của phật cũng có một số người mượn cửa phật dở trò gian dối lừa gạt tín đồ ham muốn cúng dường là có chứ không phải không có người tu phước chúng ta phải có mắt trí huệ phải nhìn cho thật rõ ràng nếu như gặp phải những người xuất gia hư hỏng ham muốn cúng dường lừa gạt chúng sanh chúng ta cũng không cần phải trách mắng chúng ta không cúng dường cho họ là được rồi không giúp họ tạo nghiệp vậy thì rất tốt hy vọng họ có thể quay đầu là bờ con người đâu có ai mà không có lỗi lầm người xưa thường nói con người không phải thánh hiền không ai mà không lỗi có lỗi mà biết sửa thì thiện vô cùng cho nên chúng ta cúng dường cho người khác phải khuyên bảo họ nhắc nhở họ hy vọng họ quay đầu họ biết quay đầu có thể tu phước có thể dùng trí huệ và thân thể của mình thực sự dấn thân vào công tác dạy học xã hội thiện nguyện đây chính là đại bố thí dùng toàn bộ thân tâm dân hiến cho xã hội dân hiến cho nhân dân dân hiến cho chúng sanh Tôi nhìn thấy biểu hiện Rất lớn ở Bắc Kinh Trên đó là chữ của Mao Chủ tịch viết Vì nhân dân phục vụ Phật giáo chính là vì nhân dân phục vụ Vì tất cả chúng sanh phục vụ Tuyệt đối không có mảy may tâm tư lợi tuyệt đối không có mảy may loại tâm nguyện mong được đền đáp đây gọi là phật bồ tát rồi nếu như trong khi phục vụ có chiếm hữu ham muốn hưởng thụ đó chính là phàm phu đó thì không gọi là phật bồ tát được hy vọng người học phật chúng ta đối với nghĩa thú của kinh phật trên kinh thường nói hiểu sâu nghĩa thú bạn hiểu cạn vẫn chưa đủ phải hiểu sâu quả báo trên kinh phật nói đúng là không có một chút nào giả dối được quả báo thí dụ nói bạn được ba kiếp làm vua trời liền dùng thân vua trời làm việc bố thí tiếp nhà phật nói xả đắc bạn được quả báo cũng phải đem nó xả sạch cách xả như thế nào vậy có phước báo thì hưởng chung với tất cả chúng sanh không phải chỉ hưởng cho riêng mình hưởng chung với tất cả chúng sanh thì phước báo này đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây nhược năng dĩ thử bố thí phước lợi hồi hướng pháp giới thị đại quốc vương đẳng ư ừ thập kiếp trung thường vi đại phạm thiên vương bạn xem việc bố thí giống nhau không có tăng thêm vẫn là bố thí nhiều chừng đó nếu tâm khác nhau thì phước báo cũng khác nhau. Phước của bố thí tùy theo tâm lượng của mình mà có sanh ra biến đổi. Có thể đem số phước bố thí này mình không cần, mình không hưởng thụ sẵn lòng đem phước báo của mình bố thí phước báo tu hành này cho tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới hưởng thụ chính mình hoàn toàn xả bỏ sạch có phải phước báo của bạn thật sự không còn không không phải càng lớn hơn phía trước là ba tiểu kiếp còn đây là mười đại kiếp Thường vi đại phạm thiên vương. Phước báo này của bạn làm sao có thể xả hết được? Không thể xả hết, càng xả càng được nhiều. Càng thí phước càng lớn. Cho nên thật sự hiểu được đạo lý này. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật Họ mới sẵn lòng làm Vui vẻ làm Tuyệt đối không có keo kiệt Toàn tâm toàn lực mà làm Một mảy may lưu giữ cũng không có Họ hiểu được đạo lý Hiểu rõ chân tướng sự thật biết cách làm này mới là đúng mới là đáng nên làm trong đoạn này pháp sư thanh liên chú giải rất nhiều chú giải rất là tỉ mỉ nói rõ tại vì sao phải hồi hướng các vị có thể tự mình xem hiểu được chúng ta không nói nhiều nữa hãy tiếp tục xem kinh văn dưới đây phục thứ địa tạng nhược vị lai thế hữu chư quốc vương chí bà la môn đẳng câu này đều là nói người hay bố thí chữ đẳng là bao gồm mọi người chúng ta ở trong đó ngộ tiên phật tháp miếu hoặc chí kinh tượng hủy hoại phá lạc nải năng phát tâm tu bổ đoạn này là dạy chúng ta tu bổ chùa miếu tháp tượng cũ công đức đó hơn hẳn xây dựng mới đạo lý này là ở chỗ nào lý của nó rất sâu rất rộng theo cách nói của chúng ta hiện nay đạo tràng cũ nó có nguồn gốc lịch sử của nó có bối cảnh văn hóa của nó ở trong đây ngài đã nói ba ý nghĩa thứ nhất là nhân thắng là quá khứ có rất nhiều người ở chỗ này tu hành chứng quả chúng ta bước vào đạo tràng này quả thật là tự nhiên sẽ khởi lên ý nghĩ thấy người tốt nên sửa mình sanh lên cái tâm này Sức mạnh này là rất lớn, rất lớn Giống như ngày nay Nếu như chúng ta đến Lô Sơn xem chùa Đông Lâm Lập tức liền nghĩ đến Năm xưa Đại sư Huệ Viễn niệm Phật ở nơi đây Thanh tụ tại nơi đây Thì tâm tôn kính Tâm noi theo, học tập liền sanh khởi lên Xây đạo tràng mới không có cái năng lực này cho nên đây là công đức tu sửa đạo tràng cũ hơn hẳn xây mới thứ hai là khiến người ta sanh khởi niềm tin đạo tràng này liên tục lưu truyền từ xưa đến nay đời đời không dứt cho nên xây dựng đạo tràng mới người ta đến nơi đó thăm viếng niềm tin không được vững chắc bằng thăm viếng đạo tràng cũ Thứ ba là báo ân Báo ân tổ sư đại đức Phải duy trì bảo vệ đạo tràng của tổ sư đại đức Chúng ta ngày nay Đến Tô Châu Nhìn thấy đạo tràng núi Linh Nham liền nhớ đến đức hạnh của Đại sứ Ấn Quang đây là đạo lý nhất định các vị đệ tử của ngài ở hải ngoại chỉ cần có cơ duyên là họ bỏ tiền bỏ sức khôi phục lại đạo tràng của tổ sư là báo ân tổ định đây là chứng tỏ công đức Tu sửa đạo tràng cũ Lớn hơn xây đạo tràng mới Ngộ tiên Phật tháp miếu Hoặc chí kinh tượng Kinh sách Kinh sách cũ Có giá trị rất cao Kinh sách cũ Đã truyền bao nhiêu đời rồi Bạn thử nghĩ xem Trước đây bao nhiêu người đã đọc qua ngày nay truyền đến tay của chúng ta sau khi chúng ta đọc xong còn phải truyền cho người đời sau mối ân tình này bạn biết sâu cỡ nào đây là kinh sách cũ hơn hẳn in ấn mới ở trong đây nó có mối tình cảm ân đức Chứa đựng ở trong đó Đây là điểm mà ở trong kinh sách In ấn mới không có Bản cũ có chứa ân tình ở trong đó Cho nên kinh sách cũ Phải tu bổ Nhưng hiện nay Loại giấy chúng ta in ấn này Tu bổ không dễ dàng đây đích thực là quan niệm của người phương tây sách cũ rồi thì không cần nữa dứt bỏ hết trung quốc trước đây những sách xưa này có thể tu bổ sách đóng bằng dây chỉ giấy vô cùng mềm mại ở trung quốc đại lục in sách phổ biến nhất là giấy mao biên chúng ta ngày nay các chị nhìn thấy sách này là giấy đạo lâm Loài giấy này có thể giữ được bao lâu? Đại khái giữ được hơn 100 năm Sau 100 năm thì sách này sẽ biến thành tro, Biến thành bột Bạn xem, loại giấy này rất đẹp Nhưng không thể chống nổi với sự khảo nghiệm của thời gian Giấy bao bi của Trung Quốc bạn nhìn thấy rất là quê mùa Rất là vàng Mềm mại Không có đẹp bằng giấy ngoại quốc Nhưng nó có thể giữ được 500 năm Sách nào tương đối có tính khảo cứu một chút Thì dùng giấy liên sử Không biết hiện nay ở đại Lục Sách đóng dây chỉ có còn giấy liên sử hay không Giấy liên sử mềm vô cùng Trước đây Đầu năm dân quốc Tần già tạng Do hiệp đồng in Tại Thượng Hải Là dùng giấy điên sử Trước đây sách tương đối hay một chút Đều dùng giấy liên sử để in Giấy liên sử vô cùng mềm mại Có thể bảo tồn được một nghìn năm Nếu như bị hư hỏng Thì có thể bồi lại được Cho nên thật sự là có thể bảo tồn mấy nghìn năm mà không có vấn đề gì đây là chỗ khác nhau của văn hóa trung quốc với đồ của ngoại quốc đồ của ngoại quốc rất đẹp nhưng không chịu được lâu đồ của trung quốc không đẹp nhưng chịu được rất lâu cho nên tu bổ kinh sách cũ tượng phật cũ tượng phật cũ bao nhiêu người đã từng lễ bái bao nhiêu người đã từng cúng dường Hủy hoại phá lạc Nải năng phát tâm tu bổ Chúng ta nhất định phải có quan niệm Đây là quan niệm chính xác Không nên cho rằng tu bổ tượng Phật cũ Thì công đức không lớn Xây mới công đức mới lớn Xây dựng công trình mới thì nguy nga tráng lệ hơn Vô cùng hoành tráng Không biết là công đức tu bổ tượng Phật cũ lớn hơn gấp bao nhiêu lần Xây đắp tượng Phật mới Nó thật ra không cách gì nói hết Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Thì quốc vương đẳng Hoặc tự doanh biện Hoặc khuyến tha nhân Nải chí bách thiên nhân Đẳng bố thí kết duyên Đây là nói chúng ta gặp được Những đạo tràng Chùa miếu cũ Hình tượng Phật Bồ Tát cũ Kinh điển cũ Nếu như sau khi bạn gặp được Bạn phát tâm Để tu bổ Sửa sang cho nó Một mình bạn có năng lực Tự mình làm là tốt Công đức của bạn viên mãn nếu mình không có khả năng thì khuyên bạn bè thân thích của bạn, mọi người cùng nhau làm cho đến khuyên một trăm người, một nghìn người, tập hợp sức mạnh của quần chúng. bạn đứng ra đề sướng, nói rõ chân tướng sự thật này và lợi ích của nó cho mọi người biết. Nhưng việc tu sửa đạo tràng cũ Thì nhất định phải lễ thỉnh Pháp Sư Đến trụ trì Nếu như trong đó đã có Pháp Sư rồi Cũng phải thỉnh Pháp Sư Hoàng Pháp lợi sanh Sự việc này trước đây năm xưa tại nơi này tôi thường hay khuyến khích tín chúng của chúng ta các vị thính chúng thường hay nói không có pháp sư đến nơi đây để giảng kinh thuyết pháp phật pháp khó nghe Tôi nói với mọi người họ, tôi nói không phải không có pháp sư đến giảng kinh thuyết pháp, mà là do các vị không thích nghe Phật pháp. Họ nghe xong, thấy không hiểu. Tôi giảng kinh thuyết pháp tại nơi này, thính chúng nhiều như vậy, tại vì sao nói họ không thích nghe Phật pháp chứ? Tôi lại phải giải thích cho họ tiếp nữa. Các vị nghe tôi giảng, tôi đã giảng bao nhiêu năm rồi giảng phật pháp phải trui rèn trên bục giảng bao nhiêu năm mới có thành tích như ngày hôm nay các vị đến hưởng thụ quả báo các vị đến hưởng thụ thành quả lúc tôi mới học đó cũng giảng vấp lên vấp xuống cái gì có muốn nghe không bạn không thích nghe vì khi không thích nghe thì pháp sư giảng kinh sẽ nản chí lui xuống bụt giảng rồi không giảng kinh nữa bạn phải biết bồi dưỡng pháp sư giống như trồng cây vậy bạn phải chịu trồng cây thì tương lai mới có quả mới có thu hoạch bởi vì ý này đã được giảng rất nhiều lần nên đồng tu bên này mọi người dần dần hiểu được mới học thì đâu có thể giảng hay được chứ giảng không hay cũng phải nghe mỗi ngày giảng hay rồi thì không nghe cũng không có quan hệ gì không sao cả người mới vừa học giảng kinh cần phải có người cổ động cần phải có người cổ vũ mọi người các bạn đều không đi nghe thì họ sẽ hoàn toàn mất hết niềm tin cho nên tôi nói thích nghe kinh là thế nào là thích nghe người mới học giảng kinh Nhất định không sót buổi nào Để cho những người mới học giảng kinh Những vị Pháp sư này có niềm tin Nghĩ là có lẽ mình giảng cũng không tệ Nên mới đông thính chúng như vậy Đồng thời những vị thính chúng này Ép họ phải giảng kinh mỗi ngày Họ mới có thể hoàn thiện được Họ mới có thể chăm chỉ nỗ lực Tu học vì sao vậy nếu họ không chăm chỉ thì họ sẽ mất thể diện nên nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ mặc dù là giảng không hay nhưng cũng có thể ứng phó được buổi giảng này cho nên thính chúng là người giám sát thính chúng là thầy thính chúng là người đốc thúc họ trải qua năm ba năm như vậy Họ mới có thể giảng. Ở trên bục giảng trôi chảy. Mới có thể giảng đúng như pháp được. Thực sự muốn giảng hay thì chí ít phải có 10 năm kinh nghiệm. 10 năm không được gián đoạn. Cho dù không thể giảng mỗi ngày, nhưng nhất định không được ít hơn 3 lần mỗi tuần. Phải duy trì liên tục 10 năm như vậy Thì bạn mới có kinh nghiệm Mà đứng trên bục giảng Đúng như câu nói mở quyển kinh ra Giảng rất thông suốt suôn sẻ mọi bề Nếu như không có địa điểm này để luyện tập Cho dù bạn học được Cũng không có tác dụng gì Ba tháng đến nửa năm không giảng kinh Thì sẽ thấy lạ lẫm, Quên mất Cho nên chúng tôi làm ra lớp bồi dưỡng Điểm đặc sắc của lớp bồi dưỡng Là mỗi một học sinh Mỗi tuần chí ít phải lên buộc giảng một lần Đây mới là học Sau khi bạn giảng xong bộ kinh này Sau đó giảng lần thứ hai Thì hy vọng là một tuần có thể giảng hai lần Bởi vì bạn đã giảng qua một lần có nền tảng rồi nên phải nỗ lực gấp đôi mỗi tuần giảng hai lần khi đến lần thứ ba thì hy vọng mỗi tuần có thể giảng ba lần hay nói cách khác khi giảng đến lần thứ tư mỗi tuần tốt nhất bạn có thể giảng bốn lần bạn mới có thể học thành công nếu không thì bạn không thể thành tựu được rồi cho nên chúng ta xây đạo tràng mới cũng tốt, tu sửa lại đạo tràng cũ cũng tốt, nhất định phải thỉnh pháp sư giảng kinh. Đương nhiên họ giảng không hay, giảng không hay mình cũng đến nghe. Mỗi ngày ta đều đến nghe, ta còn mời thêm những người khác đến nghe nữa. Buộc là bạn không giảng không được, buộc là bạn phải cố gắng. Buộc bạn phải tu học không những ép bạn phải nghiên cứu giáo lý Mà còn ép bạn phải làm tấm gương tốt cho chúng tôi Ép bạn phải tu hành Vậy thì công đức của bạn là lớn rồi Những vị Pháp sư này tương lai thành tựu Họ đi giảng kinh thuyết Pháp Phổ độ chúng sanh ở các nơi trên thế giới Đều là do công đức của bạn Tại vì sao họ thành tựu Bạn giúp họ thành tựu Lúc tôi trước đây còn trẻ 26 tuổi tôi học Phật Thời gian này đã từng học 10 năm Với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Trên luật giảng tôi chưa từng gián đoạn bao giờ Hầu như đều giảng mỗi ngày Cơ hội này Là do cư sĩ Hàng Anh giúp tôi mà nên Bà biết được Biết đây là một việc tốt Bà không có tài lực Không có cách gì xây đạo tràng cho tôi Cho nên vào lúc đó Bởi vì bạn phát tâm giảng kinh Đáng thương là Không có chỗ ở Vào trong chùa để xin quải đơn Bạn phải làm kinh sám Phật sự cho họ thì đạo tràng nào cũng quan nghênh Nếu như bạn vào đạo tràng để giảng kinh Thì chẳng có đạo tràng nào quan nghênh Bị vào đường cùng rồi Bà giúp tôi Bảo tôi về nhà của bà ở Tôi ở trong nhà bà 17 năm Bà cho tôi một căn phòng nhỏ Trên lầu nhà bà Đến đâu để giảng kinh vậy? Thuê phòng thuê địa điểm. Bà có rất nhiều bạn bè thuê văn phòng của bạn bè. Văn phòng buổi tối không làm việc thì giảng trong văn phòng của họ. Cho nên địa điểm giảng kinh thường hay di dời. Mỗi địa điểm đại khái giảng khoảng dài ba tháng, liền đổi địa điểm khác. Thính chúng có năm sáu mươi người, lúc nhiều thì có hơn một trăm người cứ như vậy, mấy mươi năm không gián đoạn ở trong đây còn có một khoảng thời gian đại khái khoảng ba bốn năm mỗi ngày giảng ba lần buổi sáng giảng một thời chiều giảng một thời tối giảng một thời tôi còn nhớ lúc đó một tuần giảng hơn ba mươi giờ tôi thật là Thích giảng ở trên bụng Tôi có cơ hội luyện tập Vì sau này Khi thính chúng dần dần nhiều lên Tập hợp sức mạnh của đại chúng Mua được một tầng chung cư ở Đài Bắc Mua được một căn chung cư Chính là Thư viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc hiện nay Ban đầu Mua được một căn rất nhỏ Ở Đài Loan tính bằng đơn vị bình Là 50 bình Bên này nói thước là 1.500 thước Đạo tràng nhỏ như vậy Đại khái là lớn hơn khoảng một phần ba căn phòng này của chúng ta Địa điểm chỉ lớn như vậy Vì sao dần dần mở rộng Mua thêm căn kế bên cho nên hiện nay Đạo tràng này Mở rộng gần 300 bình Là gần 10.000 thước Hiện nay Quy mô của nó lớn như vậy Vẫn là ở trong căn chung cư Mấy mươi năm vẫn là như vậy Con đường giảng kinh ở hải ngoại này cũng do bà mở ra Đã giúp tôi đi kết duyên khắp các nơi trên thế giới Bà đi tìm thính chúng Đi tìm địa điểm Sở dĩ ngày nay chúng tôi có được thành tựu như thế này Là không thể không có công đức 30 năm hộ trì Của viện trưởng Hà Tại vì sau ngày nay ở trong giảng đường Trước buộc giảng chúng tôi luôn thờ bức hình của bà Là cảm ơn Việc người chết như người sống Giống như bà đang nghe kinh tại hiện trường vậy Bà nhìn thấy sẽ quan hỷ Chúng tôi luôn giữ cái tâm báo ân để thuyết pháp để mà dạy học nếu như chúng tôi không chăm chỉ không nỗ lực không nghiêm túc tu trì không dốc sức hoàn pháp lợi sanh là có lỗi như họ cho nên chúng tôi ở trong đạo tràng ở trong giảng đường trong niệm phật đường chỉ cần là đạo tràng của tôi thì tôi sẽ treo ảnh của thầy và các vị hộ pháp Đạo tràng Cư Sĩ Lâm không phải là đạo tràng của tôi Cho nên chỉ có mỗi lần chúng tôi giảng kinh Tôi đều hồi hướng cho bà Các chị niệm kệ hồi hướng của các vị Tôi niệm kệ hồi hướng của tôi Không giống như các vị Tôi hồi hướng cho Thầy Hồi hướng cho Hậu Pháp Phật dạy chúng ta phải biết ơn, báo ân Kinh văn dưới đây Nói về Phước báo Phước báo của bố thí Thì quốc vương đẳng Bách thiên sanh trung Thường vi chuyển luân vương thân Phước báo này rất lớn Chuyển Luân Vương có bốn loại Trên Kinh đều có nói Như thị tha nhân đồng bố thí giả Bách thiên sanh trung thường vi tiểu quốc vương thân Người dẫn đầu tu bố thí Vượt báo lớn nhất Người đi theo tu bố thí cùng với họ Cùng kết cái duyên như vậy Thì tương lai quả báo Vẫn cùng ở với nhau Làm vua nước nhỏ Là nước chư hầu thời xưa Vua nước lớn giống như tổng thống quốc gia hiện nay Vua nước nhỏ là giống như bộ trưởng, trưởng tỉnh Trưởng huyện thị những người này là vua nước nhỏ chào thời xưa từ đó cho thấy một quốc gia hay một chính thể từ trên xuống dưới trong thời quá khứ đều có duyên với nhau chứ không phải ngẫu nhiên cùng một sự việc giống nhau nhưng tu phước báo lớn như vậy trong chú giải nói rất hay đều là ý trong kinh điển chúng ta hãy đọc qua chú giải một lần quốc vương đẳng hành thí ý nghĩa của bố thí là nghĩa rộng phục vụ cho quần chúng chính là bố thí đích thực là dùng tâm từ bi tâm thanh tịnh tâm cung kính phục vụ cho đại chúng xã hội phục vụ cho nhân dân thì phước báo này rất lớn tự hiệp thượng thăng thượng thăng đáng lẽ họ phải sanh thiên hà phục báo vi nhân vương tại vì sao quả báo của họ là chuyển luân thánh vương tại vì sao họ không sanh thiên Phía dưới trích dẫn Như ngũ đạo tội phước kinh vân Nhân nhi hào quý Quốc vương trưởng giả Tùng lễ sự tam bảo trung lai Đây là chứng tỏ Toàn thế giới đều không ngoại lệ Không những là lãnh tụ trong chính trị Mà lãnh tụ trong bất kỳ ngành nghề nào đều là do lễ kính phụng sự tam bảo mà ra đây là nói rõ nghiệp nhân của họ vi nhân đại phú tài vật vô hạn tùng bố thí trung lai trong xã hội ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy trên thế giới thực sự có rất nhiều người giàu sang có địa vị tiền của tính đến mấy chục tỷ mấy trăm tỷ mỹ kim Tại sao họ có nhiều của cải như vậy? Là do trong đời quá khứ tu đại bố thí mà có Nhưng những người này Có lẽ trong đời quá khứ tu phước mà không tu huệ Ngày nay được giàu có mà không biết tu phước tiếp Mặc dù có tu phước làm được một chút sự nghiệp phúc lợi xã hội Nhưng trả lại cho xã hội rất ít Chiếm tỷ lệ rất ít không thấm tháp vào đâu trong toàn bộ số tài sản của họ. Đây là do họ không có trí huệ. Họ tu phước không tu huệ. Nếu như họ có trí huệ thế thì hoàn toàn khác rồi. Họ có thể đem tiền của của họ giúp cho một nước, giúp cho một khu vực. Thì tương lai họ nhất định là vua của một nước này. Nhất định là thủ lĩnh của khu vực này họ tu đại phước báo cố tri nhược bất ư phật pháp trung tu hành bố thí chung bất năng hộ tư thắng báo sẽ không có được phước báo lớn như vậy phước báo lớn như thế này nhất định là tu được từ trong bố thí mà có được chỉ cần bằng tu học đúng như lý như pháp thì nhất định sẽ đạt được quả báo thụ thắng hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email Vọng tay cư sĩ a móc gmail.com người đọc Hạnh quang Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến Hương Linh Nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện Hương Linh Nương nhờ Phật lực Tội diệp Phước Sanh Tóc xả Mê Đồ Tảo Đăng Phật Quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật

No.